Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như chúng ta cũng biết rồi đấy, là bên Samsung ấy, người ta có cái chức năng là Samsung Deck. Thì cái chức năng đấy em thấy cũng khá là thú vị và em nghĩ là rất nhiều anh em cũng muốn thèm khát là bên LG hoặc là bên Android nào đó hoặc cả cả Apple nữa, nó cũng có cái chức năng đấy. Thì mới gần đây em thấy là LG nhà mình cũng đã phát triển cái tính năng đấy rồi và cũng khá là thú vị các bạn. Trước đây em thấy là ở trên LG nhà mình ấy, em thấy mới mấy con như mới mới thôi là cái con Velvet hoặc là V60 mới có thôi, chứ mấy con cũ như kiểu V50 trở xuống ấy là người ta chưa có. Nhưng mà mới gần đây em thấy là các bác ở trên nhóm đã trao đổi là hiện tại là đã có rồi, thì hôm nay em sẽ thử test cho các bác xem là cái LG Deck ở trên LG thì nó như thế nào nhé. Thì trước tiên ấy, các bác cũng cần một cái màn hình, thì các bác có thể sử dụng cái màn hình máy tính này hoặc là sử dụng cái màn hình TV TV cũng được, hoặc là một bất kể màn hình nào đó cũng được hết. Thì đây em có một cái màn hình máy tính bình thường thôi. Cái màn hình máy tính này ấy, thì nó chỉ có cái cổng là cổng VGA thôi. Đây các bác có thể thấy này. Đây các bác này, đây là cái cổng máy tính rất là cũ rồi. Đây là cổng VGA. Và em cần một cái chuyển đổi từ cái VGA này về HDMI. Đấy, thì em cắm vào đây. Còn máy, nếu như mà máy tính các bác, ví dụ như cái màn hình máy tính của các bác ấy mà đã có cổng HDMI rồi ấy, thì không cần cái cọng cáp màu trắng này nữa nhé. Cái cọng cáp đấy nó hơi thừa. Đấy, thì chỉ cần thế này thôi. Nếu như mà máy tính các bác là cái cổng VGA thì các bác cần cái thiết bị chuyển đổi này nữa. Còn nếu như mà các bác dùng TV ấy, nếu như các bác dùng TV nhé, đây, nếu như các bác dùng TV thì các bác chỉ cần mua một cái cáp, gọi là cái cáp từ đầu C này. Đây các bác thấy này, từ đầu C này ra HDMI là cũng được nhá, nếu như các bác dùng dùng, dùng TV đấy. Còn ví dụ như các bác có cái màn hình máy tính mà có cái chân ra là HDMI rồi ấy, thì là không cần phải cái gì nữa nhé. Đấy, bác miễn sao là có một cái cổng HDMI để cắm vào đấy. Thì tiếp theo nữa là các bác cần một cái, đây gọi là cái hub đi. Thì cái hub này của em thì nó có rất nhiều cổng, các bác cũng không cần mua cái hub quá nhiều cổng như này đâu. Các bác chỉ cần mua một cái hub có cái đầu đầu ra HDMI này, đấy có cái cổng HDMI này, đấy cái đầu cắm thì vẫn là đầu C rồi, cái đấy là đương nhiên rồi. Và có một cái cổng nữa là cổng USB A này, đấy một hai cổng cũng được không sao cả. Thì đây em có cổng A này và mấy cổng C này nữa, đấy mấy cổng C này nữa, cổng jack 3.5 cái này thì không cần thiết. Đấy, thì các bác cắm cái đầu HDMI này vào cái đầu của cái hub đấy, các bác cắm vào thế này thôi. Đấy là xong. Đây các bác cắm và các bác dùng cái con LG thôi. Đây em dùng con V50 đây, em sẽ cắm vào cái cổng C của nó thôi. Đấy, cắm vào đây. Đấy, các bác cắm vào. Đấy, cắm vào màn hình lên. Thì hiện tại em đang cho cái, đấy, em cho cái mình hơi tối, cho cái sáng này tí nhé. Đây các bác thấy rồi. Đây thì em cắm cái hub này vào. Cái hub này đã kết nối với cái màn hình nhé. Đấy, nó rất đơn giản như thế thôi, cắm vào thôi. Đấy, đấy thì các bác chờ xíu. Đó. Đấy thì các bác thấy không, cái màn hình tự động nó đã chuyển chuyển lên cái giao diện kiểu như cái Samsung Deck rồi. Đấy thì các bác bình thường ấy, mỗi khi các bác cắm vào ấy, đúng không? Anh em mình hồi xưa cắm vào chỉ là như này thôi đúng không? Chỉ là cái kiểu như là phóng to cái màn hình lên thôi. Đấy. Và các bác thao tác là phải thao tác ở đây hết. Đấy, các bác phải thao tác ở đây hết đấy, các bác thấy không? Đấy thì bây giờ ấy, là khi các bác cắm vào các bác có một tùy chọn nữa. Đây, các bác tùy chọn nữa, đó là vào cái ấn vào cái chỗ 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 chia sẻ màn hình này này. Đấy, em đang cắm vào cái màn hình điện thoại, à cái màn hình kia này cho nó. Cái con V50 nó rất là nhấp nháy cái màn hình, các bác thông cảm nhé. Đấy thì các bác ấn vào cái chỗ chế độ chia sẻ màn hình này, đấy cái chế độ máy tính để bàn này, em mới có cái nhìn thấy không. Đấy, ấn vào đấy thì các bác nó sẽ ra được cho các bác là cái LG đây. Đấy thì đây, em để đây, nó để đây cho nó khỏi bị động đậy các bạn. Đấy, để đây nhá, nó để cho nó cao cao lên chút cho bác nhìn thấy. Để cái nào cho nó đừng động đậy, rồi nó khỏi nó sẽ bị chập chờn cái việc tiếp xúc này. Rồi chờ tí, rồi ổn định nhé.
Ok các bác, đây thì con V50 của em đã cắm sang cái màn hình này rồi, và các bác chọn cái chế độ là máy tính địa bàn ấy, thì nó sẽ ra cái LG Deck cho các bác. Thì đương nhiên là các bác nếu mà chỉ làm như này không ấy, thì các bác chẳng điều khiển gì được cái ở trên cái màn hình này cả. Đấy các bác thấy không? Thì các bác vẫn sử dụng cái màn hình điện thoại bình thường thôi. Còn cái trên cái màn hình máy tính ấy, các bác không sử dụng được cái gì cả. Thì bắt buộc các bác phải có chuột. Thì đây, em có một con chuột đây. Đó, chuột không dây nhá. Thì đây cái cổng của nó đây, em sẽ cắm vào cái hub đấy. Cái hub của em thì có một cái cổng USB các bạn, là em cắm vào thôi. Đấy. Cái hub này nó các bác cứ động đậy là nó hay bị chập chờn. Đấy, thế đây. Khi em cắm chuột xong này, này em đấy các bác thấy con chuột ở chân mình chưa? Tuy nhiên thì các bác không thể nhấn chuột phải để mà chọn những cái chức năng làm mới màn hình đâu. Này nó không phải như máy tính nhá. Đây. Thì đây các bác này, các mình nhìn thấy này. Ở dưới chỗ góc trái này có ba cái phím này, phím lùi này, phím home này và phím menu này. Đấy các bác thấy không? Đấy, nó ra cái menu cho các bác rồi. Đó, các bác thấy được chứ đúng không? Và đây, em cắm thêm cho nó nữa là một cái bàn phím nhé, cái bàn phím nhé. Cắm vào cái cổng nào cũng được, nếu như các bác có cổng C thì các bác cầm cổng C, các bác có cổng A thì các bác có cổng A thôi. Đấy thì em đã cắm được cái bàn phím rồi. Đấy thì các bác xong rồi, như các bác thì hoàn toàn có thể sử dụng cái LG Deck như này. Đấy. Tuy nhiên thì em không biết là có giống như bên Samsung hay không. Chứ còn bên LG nhà mình khi các bác cắm cái như này ấy, thì cái màn hình của cái điện thoại mình, cái màn hình của con LG V50 này nó lúc nào nó cũng sáng như này. Đấy cho nên là trước khi cắm ấy, các bác muốn tiết kiệm pin cho cái con V50 này thì các bác để cái độ sáng của màn hình con V50 về cái mức không luôn, về mức thấp nhất luôn. Tại vì khi mà cắm cái này, khi mà cắm vào nhé, thì các bác tắt màn hình của con LG V50 đi thì cái màn hình trên này nó cũng tắt. Đây, ví dụ em tắt đi nhé. Đấy, thì cái màn hình trên này nó cũng tắt luôn. Thấy các bác thấy không? Tắt luôn. Nó chỉ để chế độ chờ này thôi. Đấy, còn con V50 thì nó ở chế độ màn hình cũng chờ như này thôi. Đấy thì các bác hoàn toàn không thể sử dụng được. Đấy, nếu như các bác muốn sử dụng cái LG Deck ấy, thì các bác phải bắt buộc phải mở khóa cái màn hình LG ra. Bắt buộc phải mở khóa nhé thì mới sử dụng được. Cho nên là nếu các bác nào muốn tiết kiệm pin hoặc là sợ nó bị lưu ảnh ấy, thì các bác để cái con LG V50 nó ở cái độ sáng thấp nhất. Đấy. Và ở cái chế độ này ấy, khi các bác cắm vào đây ấy, thì em thấy ấy, cái lượng pin nó tụt ấy, cái lượng pin tụt của con V50 này nó cũng khá là nhanh đấy. Có nghĩa là em thấy là cái điện năng nó sử dụng cho cái tính năng LG Deck này nó cũng khá là nhiều. Cho nên là các bác cắm vào thì nó không có chức năng sạc đâu. Đấy và ví dụ các bác muốn sạc ấy thì chắc các bác phải cắm cái cục sạc vào cái LG Deck này để em thử cắm cục sạc xem thế nào nhé. Đây em vừa bật cái cục sạc của em lên rồi. Em sẽ cắm cục sạc vào đây. Này. Đấy. Đấy, cắm vào sạc vào rồi. Chờ tí xem nào. Đấy, thì đây. Em đã vừa cắm sạc. Đây, em đã vừa cắm sạc rồi thì đây nó báo có sạc rồi. Đây đây đang là 46% nhé. Để tí nữa xem nó có lên sạc không nhé. Nó có lên phần trăm à đấy, lên rồi đấy, 47 rồi đấy. Đấy ok. Thì các bác muốn dùng cái chức năng này thì các bác có thể là vừa dùng sạc vừa dùng nó cũng ổn hơn. Đấy thì em đang cứ để sạc cái dùng nhé. Đấy thì đây là cách kết nối thôi. Còn cái Samsung Deck, à quên cái LG Deck này nó có cái gì hay ho thì đây các bác có thể thấy này, nó sẽ show ra cho các bác hết tất cả những cái app mà các bác có trong máy. Đấy thì tất nhiên là có những app thì nó tối ưu cho cái màn hình LG Deck này, nhưng mà có những app thì không. Đây ví dụ như app mặc định của máy đây, ví dụ app cài đặt này, app cài đặt gốc này thì đây các bác có thể lăn con trỏ chuột đi lên xuống được nha. Ok hết, nhưng mà không nhấn chuột phải được, chuột phải vẫn là chọn thôi, chuột trái là chọn, chuột phải chẳng có thức năng, chuột phải chẳng có chức năng gì các bạn. Đây các bạn, chuột phải chẳng có chức năng gì cả đấy, không chọn được luôn. Đấy thì các bác ở những cái app mặc định ấy, ở những app gốc ấy, thì các bác có thể phóng to được cái màn hình to ra full màn hình đây thì nó cũng khá là ổn. Tuy nhiên ấy, thì là cái chữ của nó, cái phông cái chữ của nó khá là rỗ nha các bác. Cũng có thể là em nghĩ là nó phù hợp với từng à, nó tùy vào những cái độ phân giải của cái màn hình deck này, cái màn hình như này này,
thì cái đấy thì không rõ, nhưng mà như cái màn hình của em ấy là màn hình Full HD thôi, cho nên là khi mà phóng ra như thế này thì là nó khá là rỗ, cái chữ này này nó khá là rỗ nhé. Đấy đấy, rồi tắt đi này. Đấy thì em sẽ mở cái app khác, ví dụ như cái app mà mình hay dùng chẳng hạn Facebook này. Đấy thì cái Facebook này đấy nó cũng gần như là một cái màn hình của cái điện thoại phóng to lên thôi đấy. Và nếu như các bác mở cái đây, các bác có thể là kéo giãn cái này ra, kéo giãn này ra này để mà tùy vào cái kích cỡ của các bác này. Đấy đấy, kéo lên kéo xuống được đấy, thì hoàn toàn có thể được. Và nếu như các bác mở to ra mình ra này, thấy nhìn nếu như mà các bác mở mình to đùng ra như này thì em thấy nó khá là không không được ngon cho lắm ấy các bác. Đấy, các bác nhìn thấy này, những cái ảnh cái thứ này nó to tràn cái màn hình luôn, nó dẫn đến là những cái thông tin nó bị nhỏ quá. Đấy, các bác rất là khó xài, khó dùng luôn đấy. Đấy, các bác thấy không? Đấy, đấy, các bác thấy không? Đó, nói chung là ở chế độ full màn hình như này thì em thấy là cái LG này ở trên cái app Facebook này nó không được ngon cho lắm. Đó, nên để nhỏ nhỏ như này thôi. Đấy, app Facebook nhé. Ở tiếp theo sẽ là một cái app khác xem nào. Đây, app YouTube đi. Đấy. Nếu như ở cái app YouTube này thì nó sẽ cần có cái âm thanh các bạn. Thì đấy. Thì đây, các bác ạ. Khi mà ở chế độ LG này nó sẽ cho các bác lựa chọn là hai cái đường âm thanh ra. Một là cái đường là các bác có thể là để cho cái loa của cái LG V50 nó nói nhé. Hai là cái màn hình này nó nói. Ví dụ như cái màn hình này mà chỉ là màn hình PC bình thường như này thôi thì nó sẽ không có loa, thì nó sẽ không kêu được, không nói được. Nhưng mà nếu như cái màn hình này của các bác là một cái TV chẳng hạn thì nó sẽ có loa và nó sẽ tự động nói được. Thì các bác sẽ có lựa chọn là một là nó xuất âm thanh từ cái màn hình này, hai là xuất âm thanh từ cái LG. Thì các bác vuốt cái màn hình LG xuống và các bác lựa chọn ở chỗ này này, sẽ có một cái cài đặt, đó là các bác lựa chọn là các bác xuất âm thanh ra cái màn hình nào, như là xuất âm thanh nó kêu ở đây hay nó kêu ở đây. Đấy thì các bác kéo xuống nó thấy thôi. Cái này thì rất dễ thôi, em không cầm lên cho các bác xem được, tại vì cầm lên thì cái này nó đi động đậy, nó sẽ bị mất cái màn hình ở đây mất. Cho nên là các bác hiểu như thế là được, các bác kéo màn hình xuống là các bác sẽ có thấy hai cái lựa chọn đường âm thanh ra. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy thì em đang chọn cái đường âm thanh là cái loa của con LG V50 nhé. Đấy, nó đang phát từ cái loa của LG V50. Đấy. Đấy. Đấy, các bác thấy được không? Đấy. Thì ở cái app YouTube này nếu mà ở cái chế độ nhỏ nhỏ như này ấy, thì em thấy nó cũng khá là giống cái con ở trên điện thoại thôi. Nhưng mà đây các bác khi mà các bác mở full ra này, đấy thì các bác thấy không? Thì cái màn hình chỗ màn hình trên này, chỗ phần này, đấy nó là cái màn hình để phát này. Đấy, nhưng mà nó bị lẹm đi, nó bị cắt đi phần hai trên trên dưới, và cái phần dưới này là phần các bác có thể lướt được những cái video khác. Nhưng mà đây các bác thấy không? Nó rất là củ chuối, đấy. Rất là củ chuối nha các bác thấy không? Nó không được luôn. Đấy, cho nên là nếu mà ở app Facebook này, app YouTube này thì các bác để chế độ full màn hình thì gần như là không sử dụng được. Đấy, cho nên các bác chỉ để ở cái màn hình nhỏ nhỏ như thế thôi. Đấy, và em sẽ thử cho các bác một chút nữa là ở cái đa nhiệm. Đấy, các bác thấy không? Đa nhiệm này, em mở Facebook và YouTube đây. Đấy, thì em thấy nó cũng nhanh, cũng được, rất là tiện lợi. Đấy, sang đây, sang đây. Đấy, nó cũng rất là nhanh các bạn, rất là nhanh luôn. Cái độ tốc độ này thì em thấy là nó có thể là phụ thuộc vào cái con chip chạy của cái điện thoại thôi. Như con LG V50 chạy chip 855 này thì em thấy rất là mượt, rất là ổn luôn. Đấy. Thì em sẽ thử cho các bác mấy cái game nhé. Đấy, tại vì nhiều bác sẽ có cái Samsung Deck này sẽ có thử là chơi được mấy cái game gì đó nó vui vẻ. Ví dụ đây em thử cái game bia này chẳng hạn. Đấy. Thì em thấy là gần như game ấy, game là nó không 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 hỗ trợ cái này mấy đâu. Đây, ví dụ như cái game bia này, chắc cái game này các bạn cũng biết đúng không? Đây, các bác chờ tí, nó hơi lâu, cái clip này nó cũng có thể hơi lâu, các bác thông cảm nhé. Ở đây tại vì em muốn cho các bác biết được tất cả những cái gì mà em trải nghiệm được trên cái LG Deck này thôi. Thì đây cái game này ấy, thì nó lại không có cái chế độ full màn hình các bạn. Đây, nó không có chế độ full màn hình, nó chỉ nhỏ như này thôi. Mà nó chỉ nhỏ như này thôi thì
nhìn nó rất là chán, rất là củ chuối, vẫn điều khiển được nha, vẫn điều khiển được hết các thứ này đấy, nhưng mà nó rất là nhỏ, nó nhỏ quá, nó nhỏ quá luôn đấy. Nó nhỏ như thế này cho nên là điều cái chữ nó rất là rỗ, rỗ kinh khủng luôn, và nó gần nói chung là còn không nhìn không sướng bằng chơi trên điện thoại, cho nên là cái game này coi như phế đấy, coi như phế trên cái LG Deck này, chơi cũng được nhưng mà không sướng đấy. Ok, từ một game khác, đây một cái game Clash of Clans mà em cũng hay chơi đây đấy, kêu ác không đấy, kinh chưa đấy, thì cái game này cũng thế, cho tắt đi đã. Đấy, cái game này này các bác, em mở nhìn nhỏ để bị đau đầu vậy. Đây các bác thấy không, cái game này nó cũng không có cái mở to hết màn hình, cho là cái game này chơi trên này cũng phế luôn, không ngon đấy. Tiếp theo một cái game khác xem nào, đây một cái game mà huyền thoại test test máy của các bác này, Liên Quân. Trời ơi em chơi cái này kinh khủng, chơi mấy năm trời mà vẫn ngu như thường các bác, chán kinh khủng luôn, mấy thằng đồng đội nó chửi ngu quá trời. Này các bác thấy không, cái game Liên Quân này ấy, đây các bác chờ tí, nó có cái chế độ full màn hình này, để em cho nó loát đi xem nó thế nào. Đó. Xem chơi được không. Đó. Vào thế nào. Vào cái này này. Không được các bạn. Trời ơi. Đây mở to được hết. Cái này mở to được hết màn hình. Nhưng mà không điều khiển được. Đây, không điều khiển được các bạn. Em điều khiển cả bằng cái bàn phím cũng không được luôn. Thế thì nó ám ảnh là gì được. Không, đây là các bác. Này, ấn vào cái chữ bắt đầu là không được. Đấy các bác thấy không? Không được. Không được, enter cũng không được, ấn vào bàn phím cũng không được. Cách không được. Thì tất cả này. Đấy, các bạn thấy không? Cái Liên Quân này là không điều khiển được nha các bác. Không điều khiển được. Đấy, không điều khiển được luôn. Đấy. Cái Liên Quân này có full màn hình nhưng mà không điều khiển được, đấy các bác thấy này, không thể điều khiển được. Chế không, rất là ức chế luôn, không điều khiển được nha, bỏ qua thì coi như là không điều khiển được thì game này cũng phế luôn đấy kìa. Rồi tiếp theo một cái game khác xem nào, Call of Duty xem nào. Cái Call of Duty này thì nó cũng gần giống như PUBG Mobile, nó khác một tí nhưng mà chắc nó cũng có cái dạng như thế thôi. Quên em không tải nhiều game nhưng mà các bạn nào sử dụng thì thử xem. Nhưng mà em thấy là chắc chắn là cái Samsung à, cái LG Deck này nó sẽ không hỗ trợ được cái game đâu. Đấy em thấy các bác thấy đấy, mấy cái game bình thường mà đã chẳng hỗ trợ được rồi. Đây các bác chờ tí một cái game này xem nó có hỗ trợ không. Mình thấy chán quá. Cái LG Deck này cũng khá là hay ho, như là mình có thể là có một cái giao diện rất là giống cái PC nhưng mà nó chưa hỗ trợ nhiều như này thì cũng không ăn thua các bạn. Đấy. Bắt chờ xem nào, cái này nó có hỗ trợ không nào. Đây các bác thấy đấy, cái game này nó cũng cho xuất full màn hình luôn nhá. Đấy các bác nhìn thấy không, full màn hình rồi, full luôn, nhưng mà đây các bác cũng không điều khiển được. Đấy, không điều khiển được luôn, không điều khiển được luôn, chuột trái chuột phải đều không được, không có tí nào được đấy. Và cái game này nhé, cái game này ấy, cái game Call of Duty này thì các bác biết rồi đấy, nó có hỗ trợ tay cầm. Em sẽ bật tay cầm này, em cũng đang là kết nối cái tay cầm này với cái điện thoại này rồi. Đây thì em có cái tay cầm này rồi đấy, em cũng em điều khiển bằng cái tay cầm này cũng không có tác dụng gì cả đấy. Em không hiểu là lý do gì nhưng mà thấy là cái Samsung Deck này nếu mà nó hỗ trợ kiểu như này nhé, mà kết nối tay cầm và màn hình này mà điều khiển được ấy, thì em thấy là khá tuyệt vời. Đấy, nhưng mà các bác thấy đây này, nó không hỗ trợ, không nhé, không hỗ trợ luôn nhé. Đấy, không hỗ trợ là phải cầm rồi phải tắt đi. Đấy, coi như là cái game như là một loạt game coi như là phế luôn, không làm được gì cả. Đấy, cái này còn chức năng gì nữa nào? Đây, à, có một chức năng nữa là máy ảnh chẳng hạn. Đây, máy ảnh gốc nhé. Ở cái chỗ đó máy ảnh gốc này thì nó lại không vào được các bạn. Đấy, còn đây chuyển sang
chờ tí. Đây, đây là cái mảnh gốc này. Thì nó không vào được, nó bị thoát ra. Còn ở đây là một cái G-cam này, em vào cái G-cam. Đấy, G-cam thì được nha các bác, G-cam được này. Chụp ảnh được luôn. Đó, chụp ảnh được luôn. Đấy. Video được luôn này. Đó, kinh chưa? Đấy. G-cam thì dùng được. Còn cái cam gốc thì không được. Và em cũng thử cái G-cam này rồi, khi mà dơ lên ấy, đưa đi chụp ấy, thì cái chất lượng hình ảnh nó xuất ra cái màn hình này, chất lượng hình ảnh nó xuất ra cái màn hình này nó cũng xấu lắm. Nó kiểu gì ấy. Nói chung là cái này chỉ kiểu là gọi video call thì hoặc là nói chung là em thấy là cũng như là phế luôn. Đấy. Chả có cái gì vui cả. Đấy, tiếp tục nào. Rồi. Game rồi, camera rồi. Rồi mấy cái app vớ vẩn này. À đây có một số app thì gần như nó không hỗ trợ luôn ấy, ví dụ như app Shopee này chẳng hạn. Đấy các bác nhìn này. Đấy các bác thấy không? App Shopee này nó bắt này, do cài đặt hiển thị có sự thay đổi, bạn vui lòng khởi động lại app. Đấy. Và tí nữa nó thoát, ok tí nữa nó thoát luôn. Và app Shopee không được, đấy, tự động nó thoát luôn, đấy. Ok không được luôn. Đấy, không được luôn. Đấy, app Shopee thì không được các bác. App Shopee này không được. Đấy, nó cứ khởi động lại liên tục như này. Đấy. Tắt. Đấy, ví dụ một số app mà đấy nó ra to đùng này cũng không được luôn. Đấy, cũng không điều khiển được luôn. Đấy, nó tự tắt. App Shopee không được nhé. Thôi mấy cái Lazada cũng không cần nữa đâu. Ví dụ như đây có một app là app TikTok chẳng hạn. Đấy. TikTok thì được, TikTok thì đây các bác có thể thấy này. Nó lại không to quá, nó không cho to hẳn nó quá đây các bác. Đây các bác nhìn thấy này. Đấy, nó không có chế độ full màn hình. Và nó chỉ nhỏ nhỏ như này thôi, nhưng mà dùng được các bạn, dùng được. Nhưng mà bé này thì cũng không thích mấy. Rồi, TikTok thì cũng được. Còn app nào nữa nhỉ? À đây, cho các bác xem cái app tin nhắn. Đấy, mỗi cái này em thấy là sướng nhất này. Đấy các bác thấy này. Đấy các bác thấy không? Tin nhắn này, tin nhắn thì ok, kể cả các bác cho full màn hình ra thì nó vẫn cho cái phông cái giao diện ấy nó ổn. Đấy. App Messenger này được nhé, App Messenger này được. Đấy, ok. App nào nữa này. Đấy, ví dụ như các bác dùng dùng cái LG Deck ấy mà chỉ dùng Facebook và Messenger rồi YouTube thôi ấy, thì em thấy ổn đấy, không không vấn đề gì. Đấy, app Zalo nãy nói chưa nhỉ? Thì cứ nói lại đi. Đấy, app Zalo thì nó lại phông chữ nó to quá. Đấy, kể cả các bác cho full màn hình này, cho phông chữ nó cũng nó cũng to và nó khá bất tiện, nó không không được ngon vậy. Đấy, nhưng mà cũng dùng được, nói chung là cũng vẫn ổn ổn. Rồi tiếp theo còn app nào nữa nhỉ? Thôi em thấy nghĩ là cũng bằng đấy, app mà cũng đủ cho các bác hiểu được là cái Samsung, à quên, cái LG Deck nhà mình ấy, là nó chỉ mới hỗ trợ mấy cái app cơ bản thôi, ví dụ như Facebook rồi Messenger, YouTube đấy, mấy cái app mặc định của máy nữa thì ngon, nhưng mà toàn bộ game là đang bị phế nhá, không làm gì thì không không chơi được game ở trên cái LG Deck này, chơi game rất là cùi luôn đấy. Cho nên là cái này cũng là một cái chức năng mới mà LG nhà mình đang phát triển. Em nghĩ là nếu như mà LG còn còn hứng thú với cái làm phần mềm cho điện thoại nữa thì có thể họ sẽ sau này họ sẽ làm một cái gì đó nó ngon hơn đấy, nó có thể là ngon hơn cả Samsung Deck nữa thì càng tốt. Nhưng mà hiện tại bây giờ em thấy cũng có cái để cho các bác trải nghiệm rồi nhé. Rồi ok, em thấy là các bác nên mua một cái dây để các bác trải nghiệm cái này, nó cũng thú vị và nó không có mất mát gì nhiều lắm cho các bác. Cái dây này, cái dây HDMI này, cái dây HDMI này nhé, thì đây các bác có thể thấy cái hãng của nó, đây các bác mua luôn được. Đây các bác thấy này, đấy, Urin này. Đấy. Thì nếu như các bác dùng TV, các bác chỉ cần mua cái dây từ C sang HDMI này thôi là các bác hoàn toàn có thể sử dụng cái chức năng LG Deck này rồi. Đấy. À, cái dây này em nhớ là mua, nếu như các bác mua cái hàng xịn thì nó tầm khoảng 200 nghìn thôi. Đấy, 200 nghìn, hoặc là mua các dây đều đều hơn thì nó chỉ khoảng hơn 100 nghìn thôi thì là dùng được, em thấy là dùng được. Đấy, ok các bác. Cái chức năng LG Deck này của LG nhà mình em thấy là dùng được. Một số cái dùng cũng khá ổn, mấy app cơ bản dùng ổn. Nếu các bác nào chơi game thì không chơi được thôi, chứ còn nếu mà để giải trí cũng được, cũng khá là được được. Ok, các bác trải nghiệm xem thế nào nhé. Ok, chào các bác.